Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và giao lưu với tất cả các bạn một cái tác phẩm, là đây là cây hoa mẫu đơn vàng hường bonsai. Cây này là zin nguyên bản 100% nha các bạn. Cây này là cây vàng hường độc xanh, và cây này đã được nuôi bộ tai tán và làm cây bonsai thì cũng rất là đẹp. Tai cành hầu như nó hoàn thiện sẵn rồi. Hiện tại thì cây đã là tàn hoa, và trên cây còn một cái hoa đây các bạn đây. Chính xác vàng hường 100% nha. Và qua tay cạnh đây, ở đây còn được một cái bông nó mới vừa rụng, còn nó lắc đó. Cây này là một thân đặc. Đây một thân đặc luôn đây. Xù xì và móc meo luôn. Cái hoành thân ngay chỗ này nè các bạn, thì nó khoảng là 43-44 cm. Còn đo tổng cái cụm này thì nó bự lắm. Tại vì ở đây nó có một cái thân nằm dài phía đây nè. Phía đây nè. Đây cũng là một cái thân nha các bạn. Đây. Khủng khiếp cái vàng hường này luôn. Và cây vàng hường này thì là một gốc nạc lên 3 thân. Và chia tay cành ra thì tay cành đã lợp sẵn rồi. Thì hiện tại thì cây mới vừa vào dây và vặt lá để nuôi cái bộ gâm mới, cho nên các bạn nhìn thấy hơi thưa, nhưng mà cái dàn xương nó thì các bạn nhìn thấy nó đã kín hết rồi, kín cái dàn xương hết rồi. Tại vì cây này thì mới vừa vặt lá để nuôi cái bộ gâm. Đây mặt sau của cây này các bạn. Đây mặt sau của cây đây. Hai mặt đều liền lạc hết nha các bạn. Đây mặt sau đây. Trứng vàng hường lọt xanh nha, trời xanh nha. Đây. Lá xanh rất là tốt đây. Có một số lá vàng này thì hôm bữa cây nó bị thiếu phân, thì nhà vườn đã bón phân rồi, thì hiện tại hôm nay thì những cái chồi non mới ra thì nó đã xanh mương mướt hết rồi. Đây là mặt sau của cây vàng hường này. Tổng tàn là cây này rất đẹp. Cây này có chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là nó khoảng tầm 40 cm, và đường kính tán ngang là 70 cm. Đường kính tán ngang là 70. Đây. Mời các bạn xem chi tiết một lần nữa cái phần bệ đây. Chi tiết luôn. Nha các bạn. Đường tàn, đường thân thì miễn bàn luôn. Đây. Các bạn thấy cái tay của mình đưa vào thì biết cái đánh to cái nào rồi đó các bạn. Thân lớn trên đây thì nó cũng khoảng tầm có khoảng 22-23 nha các bạn. Thân lớn như đây, giống như đây nè, đây nè. Thân lớn nè, 20 mấy không. Rồi các bạn nào yêu thích cây đơn vàng hường này thì liên hệ trực tiếp với Đỗ Chí. Bằng số điện thoại là 0939 968 685. Thì em sẽ cung cấp hình ảnh số đo và kích thước cụ thể cho các bạn. Rồi cuối lời thì Đỗ Chí xin trân trọng kính chào.